Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Giá vốn công trình của tôi. Thì ở trong những cái video ngày hôm trước thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn về cái cách tính toán khối lượng và tính toán giá trị chi phí cần thiết để chúng ta thực hiện công tác thi công của một số cấu kiện như là cấu kiện móng đơn, cấu kiện móng băng, cấu kiện móng cọc cũng như là cấu kiện dầm. Thì ở trong video ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục với tôi lại tiếp tục chia sẻ với các bạn thêm về cái cách tính toán khối lượng của một cấu kiện nữa, cấu tạo nên cái kết cấu của công trình, đó là cấu kiện đà kiềng. Thì trước khi đi vào tính toán cái khối lượng của cái cấu kiện đà kiềng này, thì tôi và các bạn cùng xem một video ngắn với tôi đây. Rồi thì thông qua video ngắn vừa rồi thì các bạn cũng có thể thấy được là các bước để chúng ta có thể bắt đầu triển khai thi công một cái cấu kiện đa kiềng lần lượt. Đó là đầu tiên, đó là cái công tác thi công sửa đất móng. Đây các bạn nhìn thấy công tác sửa đất móng thì cái phần khối lượng này cũng là khối lượng ban đầu chúng ta cần phải tính toán. Công tác sửa đất móng này chủ yếu là nhân công chúng ta sửa, nhân công chúng ta sửa đất đà kiềng, nhưng mà đất móng, sửa đất đà kiềng để chúng ta thực hiện công tác đổ bê tông lót. Thì cái phần này chủ yếu là chúng ta sử dụng là công nhân thợ để làm công việc này. Đối với công việc này thì máy móc sẽ không thể nào mà làm được đó. Thì ngoài cái công tác thì sửa đất của cái đà kiềng này thì chúng ta còn làm thêm công tác nữa là công tác lắp ghép ván khuôn, lép ghép ván khuôn lót của cái cấu kiện đà kiềng, ghép ván khuôn lót của cấu kiện đà kiềng. Đó, các bạn thấy ghép ván khuôn lót của cấu kiện đà kiềng. Sau khi chúng ta ghép ván khuôn lót xong thì chúng ta sẽ tiến hành là đổ bê tông. Thì đây đây chính là sản phẩm sau khi chúng ta đổ bê tông lót của cái cấu kiện đà kiềng, đổ bê tông lót đà kiềng. Đó các bạn thấy đây, từ các vị trí cột này tới các vị trí cột này chính là lớp là bê tông lót, đổ bê tông lót từ cái cột này, vị trí các cột này, cả vị trí các cột nối lại, nối các vị trí các cột lại với nhau để làm gì? Sau khi chúng ta thi công xong cái phần công tác ván khuôn lót này thì chúng ta sẽ tiến hành công tác tiếp theo nữa, đó là công tác gia công và lắp đặt cụ thể. Ở đây các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đây, thì ở đây có một cái máy máy để máy này gọi là máy thủy bình để làm gì, tác dụng của nó ra sao? Thì tác dụng của cái máy này để chúng ta xác định được cái cao độ của cái đà kiềng này, cao độ của đà kiềng, cao độ của đáy đà kiềng ở ngoài thực tế, để làm sao cái cao độ này nó sẽ đạt chuẩn và bằng và phẳng. Tại vì nếu như khi chúng ta mà chúng ta khi chúng ta thi công, khi các bạn thi công một cái công trình nhà dân, nhà nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng là mực thước để cân mực để chuyển cao độ từ vị trí này qua vị trí khác. Tuy nhiên đối với một công trình lớn và một công trình rộng có diện tích rất là rộng như thế này thì chúng ta là phải sử dụng tới máy thủy bình để chúng ta quét các vị trí, quét các cái cao độ tại tất cả các vị trí của cái công trình này một cách dễ dàng. Đó, đó là đối với công trình lớn. Thì đối với công trình nhỏ thì chúng ta chỉ cần sử dụng là
Đối với công trình nhỏ thì chúng ta chỉ cần sử dụng là chúng ta là đo đo cao độ, chúng ta là chuyển chuyển cao độ bằng cách mực bằng 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 mực nước thôi. Đó, không cần phải là sử dụng máy thủy bình, mà nếu như có máy thủy bình nữa thì càng tốt. Đó, sau khi chúng ta đã hoàn thành xong công tác đổ ván khuôn, đây các bạn nhìn thấy đây, ván khuôn đây, ván khuôn lót móng này. Sau khi làm đất xong thì chúng ta làm ván khuôn lót móng. Làm ván khuôn lót móng xong thì chúng ta sẽ đổ bê tông lót móng. Đó, chúng ta đổ bê tông lót móng. Đổ bê tông không, bê tông lót đà kiềng. Đổ bê tông lót đà kiềng, tôi xin lỗi các bạn, đổ bê tông lót đà kiềng chứ phải bê tông lót móng. Sau khi chúng ta đã đổ bê tông lót đà kiềng xong thì chúng ta tiến hành là gia công và lắp dựng cốt thép. Gia công lắp dựng cốt thép là gia công lắp dựng cốt thép và lắp dựng ván khuôn của cái đà kiềng này. Thì đây các bạn nhìn thấy, ở đây thì trên hình ảnh của các bạn, trên cái trong trên hình ảnh và trong video này thì đây là anh thợ đang vệ sinh cái đà kiềng này trước khi tiến hành cuộc đổ bê tông. Thì cái ở đây thì các bạn dễ dàng nhận thấy cái phần ván khuôn của cái đà kiềng đây, phần cốt thép của đà kiềng đây, phần bê tông lót của đà kiềng đây. Đó. Trên hình ảnh thực tế ở trong video thì các bạn nhìn rất rõ là những cái thành phần cấu tạo và các những cái khối lượng mà chúng ta cần phải tính toán cho cái đà kiềng này. Và sau khi hoàn thành xong cái công tác là đổ bê tông lót, công tác cốt thép, công tác ván khuôn thì chúng ta sẽ tiến hành công tác đổ bê tông. Thì khối lượng đổ bê tông như thế nào tính toán cái phần khối lượng này, đây các bạn nhìn thấy rất là chi tiết, rất là rõ. Đây đà kiềng rất là phẳng, rất là đà, rất là thẳng thẳng, căng dây trước khi thi công rất là thẳng. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì trên hình ảnh thực tế trong video ở thực tế thi công, các bước thi công, các bước triển khai chúng ta thi công cấu kiện đà kiềng thì chúng ta đã biết rồi các cái công tác cần thiết để chúng ta làm. Thì sau thi công xong cái cấu kiện đà kiềng này là gì? Đó là đào đất, sửa đất, làm bê tông lót, làm ván khuôn bê tông lót và đổ bê tông lót đà kiềng. Sau đó chúng ta là thi công lắp đặt cốt thép, lắp đặt ván khuôn và cuối cùng là đổ bê tông đà kiềng. Thì quá trình triển khai thi công ở thực tế thì đã cho chúng ta thấy là chúng ta cần phải tính toán những khối lượng gì đối với cấu kiện đà kiềng này. Đó là gì? Đó là khối lượng đào đất, khối lượng có cốt ván khuôn lót, ván khuôn đà kiềng, khối lượng bê tông đà kiềng và khối lượng cốt thép đà kiềng. Thì ở trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ tập trung chia sẻ với các bạn về cái cách tính toán khối lượng. Cách tính toán khối lượng của bê tông đà kiềng thì như tôi vừa vừa mới chia sẻ ban đầu và tôi và các bạn cũng vừa mới có xem cái video ngắn vừa rồi thì các bạn cũng có thể thấy là khối lượng của phần bê tông đà kiềng chúng ta cần phải tính toán đó là gì? Đó là bê tông lót đà kiềng và đó là bê tông đà kiềng. Thì trên thực tế đây, đây là video thực tế triển khai thi công của cái cấu kiện đà kiềng này. Đây là thực tế khi chúng ta thi công. Tuy nhiên là trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về cách tính toán cho một cái mặt bằng đà kiềng của một công trình, mặt bằng đà kiềng công trình. Đây, thì cái đà kiềng này, bản vẽ này thì tôi cũng đã sử dụng trong cái video về cách đọc và hiểu bản vẽ của cấu kiện đà kiềng. Thì đối với một cấu kiện bất kỳ của một công trình xây dựng thì khi chúng ta tính toán khối lượng thì việc đầu tiên chúng ta phải hiểu hiểu được bản vẽ, đọc được bản vẽ, biết được bản vẽ đó ghi những cái gì và từ đó chúng ta có thể dễ dàng tính toán được khối lượng. Thì nếu như bạn nào còn chưa nắm rõ về cách đọc bản vẽ, cách hiểu bản vẽ thì các bạn có thể tham khảo lại ở trong cái video của tôi, trong cái video mà tôi đã hướng dẫn và chia sẻ với các bạn về cách đọc và hiểu bản vẽ của cấu kiện đà kiềng rồi. Đó. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta chỉ tập trung vào cách tính toán khối lượng bê tông của cái mặt bằng đà kiềng này. Đó. Bê tông thì chúng ta cần tính toán là bê tông lót và bê tông đà kiềng.
Nhìn trên bản vẽ mặt bằng này, mặt bằng đà kiềng này thì chúng ta thấy là bản vẽ này, cái công trình này là có 4 đà kiềng chính, đà kiềng 1, đà kiềng 2, đà kiềng 3, đà kiềng 4 và một số đà ghen. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung đi vào tính toán khối lượng của bê tông đà kiềng, cho nên đối với về phần chúng ta chỉ đi tìm, chúng ta sẽ đọc tập trung vào cái kích thước của đà kiềng, chứ chúng ta không có tập trung vào cái phần cốt thép của đà kiềng. Cốt thép của đà kiềng thì chúng ta sẽ dành dành đọc và tính toán ở trong một cái video riêng về ở và trong một cái video riêng, và cũng tiếp sau theo tiếp sau cái video về cái cách tính toán về tiếp sau video sau khi chúng ta đã tính toán xong cái cấu kiện bê tông, cái khối lượng bê tông của cái mặt bằng đà kiềng này. Đó. Thì đối với cái bản vẽ này thì ta có đà kiềng 1 có kích thước là 0,2, rộng 0,2, cao 0,3. Bê tông lót của đà kiềng 01 có kích thước là rộng 0,3 và chiều dày của bê tông lót là 0,05 5 phân ạ. Đối với đà kiềng 02 thì có chiều dài là 28 cộng 20 phân cộng 20 phân là 3,2 m. Chiều dài 3,2 m, chiều rộng là 20 phân và chiều cao là 30 phân. Bê tông lót đà kiềng là 30 phân và chiều dày là 5 phân. Tương tự đối với đà kiềng DK3, đà kiềng DK3 thì có chiều dài đây. Đà kiềng DK3 thì có chiều dài là 2,55 m cộng 5 m là 7,55 m, 7,55 m cộng 1,4 m là 9, 8,95 m, 8,95 m cộng mỗi bên 10 phân là 20 phân, 8,95 m thì thành là 9,15 m. 9,15 m, chiều dài là 9,15 m, chiều rộng là 0,2 và chiều cao là 0,35 m. Đó. Đà kiềng 04 thì sao? Đà kiềng 04 đây. Đà kiềng 04 thì có chiều dài là 7,22 m. Điều chiều dài là 7,22 m, chiều rộng là 0,2 và chiều cao là 0,3. Bê tông lót đà kiềng 04 này thì có kích thước là bề rộng là 30 phân và chiều dày là 5 phân. Đó. Một bốn đà kiềng chính 1 2 3 4. Ngoài ra thì còn có đà ghen 1, đà ghen 2, đà ghen 3 và đà ghen 4. Thì đà ghen này có một cái kích thước chung, đó là bề rộng là 10 phân và chiều cao là 30 phân. Chiều dài thì tùy từng loại đà ghen. Đà ghen 1 thì có chiều dài đây là 0,8 cộng với 0,3 cộng với 0,2 là 1,3, 1,3 cộng 0,5 bên này là 1,8. Ghen 1 là 0,8. Đà ghen 4 có kích thước bằng với đà ghen 1 là cũng là 1,8. Đà ghen 2 có kích thước đây là 0,3 cộng 0,2 là 0,5, cộng bên này 0,2 nữa là 0,7. Kích thước là 0,7. Khi chúng ta tính toán bê tông là chúng ta chỉ tính là 0,7 thôi. Tuy nhiên khi chúng ta tính toán cốt thép thì cái cốt thép của cái đà ghen này sẽ móc vào ngàm vào trong cái dầm này và ngàm vào trong cái đà kiềng 03 này, cho nên là chúng ta phải tính hết cả cái đó, cái phần dầm dầm DK03 này. Tính toán khối lượng bê tông thì chúng ta chỉ tính cho một, đã tính cấu kiện DK03 rồi thì DK3 rồi thì chúng ta không tính toán khối lượng bê tông của đà ghen nữa, tránh trường hợp là tính khối lượng hai lần. Tương tự đối với đà ghen 03 thì có kích thước là 0,3, một chiều là 0,3, chiều 0,5 là 0,8, cộng ở đây 0,2 nữa là 1 m, chiều dài là 1 m. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái, sau khi chúng ta đã đọc được cái bản vẽ, những cái số dữ liệu của bản vẽ chúng ta có rồi, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, kích thước của từng cấu kiện, số lượng của cấu kiện, cũng như là chiều độ dày của từng lớp của từng của lớp bê tông lót và chiều của lớp bê tông lót rồi, để chúng ta đi và tính toán khối lượng của cho cái bản vẽ mặt bằng đà kiềng này. Thì ở đây đây là bảng tính Excel về cái cách tính toán khối lượng cho một cái cấu kiện của cái bộ công trình xây dựng. Thì cái bảng tính Excel này thì tôi cũng đã sử dụng ở trong tất những cái video vừa qua, khi tôi tính toán cho khối lượng của các cấu kiện như là cấu kiện móng, móng đơn, móng băng hay móng cọc, vân vân. Thì các cấu kiện từ sau này, từ các cấu kiện của cái công trình xây dựng và những cái video sau thì tôi cũng sẽ sử dụng cái file Excel này. File Excel này sẽ được sử dụng xuyên suốt để chúng ta là có thể dễ hiểu. Một lần chúng ta không hiểu thì hai lần chúng ta sẽ hiểu, hai lần không hiểu thì ba lần chúng ta sẽ hiểu và sẽ nhớ được cái cách tính toán theo cái bảng tính Excel này. Bây giờ về cái khối lượng đầu tiên, đó là khối lượng bê tông lót đà kiềng. Thì đây trên thực tế các bạn nhìn thấy ở đây, đây chính là bê tông lót đà kiềng. Đó.
Đây là bên bản, đây là thực tế thi công, công trình tôi đã thi công thì thực tế thi công đây chính là bê tông lót đà kiềng. Đây, các bạn thấy bê tông lót đà kiềng đó, bê tông lót đà kiềng thì trong bản vẽ này chúng ta có bốn đà kiềng chính, 1 2 3 4 và các đà ghen, thì chúng ta đi lần lượt. Đầu tiên là đà kiềng 01, đà kiềng 01 có chiều dài là bao nhiêu? Chiều dài đây, ở đây là 3m25 đúng không ạ? Ở đây là 3m25. 3m25 thì chúng ta sẽ trừ, ở 3m25 chúng ta trừ đi 20 phân, 20 phân bên này, 20 phân bên này là 40 phân, thì chúng ta sẽ còn là 2m, 2m85, 2m85. Đó, 2m85, chiều dài là 2m85, chiều rộng là 0.3, chiều rộng là 0.3 và chiều dài là 0.05, chiều dài là 0.05. Thì áp dụng vào công thức tính thể tích bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao và nhân số lượng cấu kiện thì chúng ta dễ dàng tính toán được cái khối lượng của bê tông lót đà kiềng DK01 là 0,043 khối. Tương tự đà kiềng DK2 thì kích thước cũng như vậy, đà kiềng DK2 thì số lượng cấu kiện là 1, chiều dài là 2,8. Đây chiều dài đây thì các bạn có thể nhìn thấy chiều dài. Chiều dài thực tế khi chúng ta tính toán bê tông thì chúng ta chỉ tính toán cho phần lọt lòng này thôi. Còn cái phần này đã là phần cột chiếm chỗ rồi nên chúng ta không có tính nữa. Chúng ta chỉ tính là chiều dài là 2,8 mét, 2,8 đây, 2,8, chiều rộng là 0,3 và chiều cao là 0,05. Thì chúng ta cũng tính toán được bằng cái phép tính cơ số học đơn giản là ra được là khối lượng bê tông lót của đà kiềng DK2 là 0,042 khối. Tương tự DK3, DK3 có chiều dài là chúng ta lấy lần lượt 2,113 đây, chúng ta lấy lần lượt từng kích thước 2,113, chúng ta cộng 0,8 cộng 2,6 cộng 1,95 cộng 0.228 cộng 0.3 cộng 1m2 và cộng 0.2 và trừ đi số cái phần cột chiếm chỗ là 1 2 3 4 cột, 4 nhân 0,2 là trừ đi 0.8. Đây thì chúng ta sẽ có được cái chiều dài của đà kiềng DK3 là 8,61 m. Chiều rộng là cũng vẫn là 0,03 à 0,3 mét và chiều dài là 0,05. Thì chúng ta tính toán được khối lượng của đà kiềng DK03 là 0,129 khối. DK04, DK04 thì chúng ta cũng tính tương tự thôi. Ở đây chiều dài DK04 thì bằng 7.22. Chúng ta trừ đi 1 2 3 trừ đi 1.2 thì chúng ta chỉ còn là 6.02. Trừ trừ đi 0.6 thì chúng ta còn là 6,62. Chiều rộng là 0.03 à 0.3 và chiều dài là 0.05. Thì cái khối lượng của bê tông lót đà kiềng DK4 là 0,099 khối. Đối với cái đà ghen 1 2 3 4 thì chúng ta tính toán tương tự. Đà ghen thì có chiều rộng là 0.2. Đây 0.2 và chiều dày của bê tông lót là 0.05, 0.05. Đây tất cả các kích thước đều có. Chỉ khác ở đây là chiều dài. Đối với đà ghen 01 thì sao? Đà ghen 01 thì chúng ta lấy là 0,8 chúng ta cộng với cả 0.2 đây, 0.2 ở đây nữa là 1.2. Đó. Đà ghen 02 chiều dài là 0.5. Đà ghen 03 thì chiều dài là 0.8. Đây 0.5 cộng 0.2 cộng 0.1 là 0.8. Đà ghen 04 bằng với đà ghen 01 là 1.2. Đó. Từ đây rồi chúng ta áp dụng về công thức chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao và nhân số lượng cấu kiện thì chúng ta sẽ ra được là cái khối lượng bê tông lót của từng đà kiềng 1 2 3 4, đà ghen 1, đà ghen 2, đà ghen 3 và đà ghen 4. Tổng khối lượng của tất cả tổng khối lượng bê tông lót của từng đà kiềng chúng ta cộng lại thì chúng ta sẽ ra được cái khối lượng bê tông lót của cái mặt bằng đà kiềng này chính là bằng 0,35 khối. Thì ở trong hai video gần đây nhất thì tôi có chia sẻ với các bạn về cái cách tính và cách tính tỷ lệ cấp phối định mức của một khối bê tông Mach 150, Mach 200, Mach 3 250 và Mach 300 sử dụng xi măng PC30 và PC40 thì là bao nhiêu? Thì là tôi đã có ở trong cái video, tôi đã chia sẻ ở trong cái video đó rồi. Thì ở đây tôi sẽ không nói lại nữa và tôi sẽ lấy cái tỷ lệ cấp phối đó ra. Thì đối với một cái khối đối với khối lượng bê tông khi mà khối lượng nó nhỏ, ít nhỏ hơn 4 khối thì thường là chúng ta sẽ sử dụng là hình thức là trộn bằng thủ công chứ chúng ta không có sử dụng bê tông tươi. Tại vì đối với bê tông tươi mà khối lượng mà nhỏ thì sẽ là các đơn vị cung cấp bê tông sẽ không chở, mà nếu có chở thì họ sẽ lấy cái tiền chi phí vận chuyển rất là cao. Cho nên là khối lượng bê tông ít thì chúng ta thường là chọn bằng phương pháp đổ thủ công. Thì ở đây là một ví dụ điển hình, khối lượng bê tông lót của cái mặt bằng này, của cái mặt bằng của công trình này là
chỉ có là 0,35 khối thôi, nên phương án chúng ta đưa ra là sẽ thi công sẽ là đổ bê tông lót bằng phương pháp thủ công. Thì sau khi chúng ta tính toán được khối lượng là của bê tông lót này là 100 là 0,35 khối Mach 150, thì tỷ lệ cấp phối của bê tông Mach 150 xi măng PC 40 là xi măng là 246 kg một khối, cát là 0,495 khối, đá là 0,891 khối và nước là 195 khối. Thì chúng ta lấy cái khối lượng tổng cộng này là 0,35, chúng ta nhân lần lượt với các tỷ lệ cấp phối cát, xi măng, cát, đá và nước, thì chúng ta sẽ có được là cái khối lượng xi măng chúng ta cần là 86,16 kg, khối lượng cát là 0,17 khối, khối lượng đá là 0,31 khối và khối lượng và phần nước cần là 68,3 lít. Chia cho cái những cái chia cho số lượng bao xi măng và cái số số thùng thùng B, gọi là thùng B, số thùng sơn, thùng vỏ sơ, vỏ thùng sơn á, chúng ta khi chúng ta trộn bằng cối trộn phương pháp thủ công á, thì chúng ta dễ dàng có được là với cái khối lượng 0,35 khối bê tông Mach 150 này thì sẽ có là 1,72 kg, à 1,72 bao xi măng, 9,6 thùng cát, 17,34 thùng đá và 4 thùng nước. Đó. 4 thùng nước. Đây là 4 thùng nước. Rồi. Thì đó là cái tỷ lệ thực tế khi chúng ta thi công, bằng phương pháp thủ công. Đó, thì chúng ta sẽ có cái khối lượng xi măng, cát, đá cho để chúng ta thi công xong cái bê tông lót của đà kiềng này. Bây giờ chúng ta qua đến cái khối lượng phía tiếp theo của phần bê tông, đó là cái khối lượng rất quan trọng. Khối lượng của cấu kiện đà kiềng. Thì cấu kiện đà kiềng ở đây chúng ta có các cái kích thước của đà kiềng chúng ta cũng tính toán tương tự và cũng lấy những dữ liệu tương tự giống như khi chúng ta tính toán khối lượng của bê tông lót đà kiềng. Đó là gì? Đó là chiều rộng, đó là chiều cao và chiều dài. Thì ở đây tất cả các kích thước về chiều dài, chiều rộng, thì chiều dài là chúng ta sẽ bằng chiều dài của cái bê tông lót đà kiềng. Thì đối với đà kiềng 1, 2, 3, 4, đà ghen 1, đà ghen 2, chiều dài bao nhiêu? Thì khi chúng ta tính toán khối lượng của phần bê tông, chúng ta cũng sẽ lấy bằng cái khối lượng của cái phần bê tông lót đà kiềng này. Đó. Chỉ khác nhau ở đây là gì? Chiều rộng và chiều cao. Chiều rộng thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là DK01 này có kích thước là 0,2 và 0,3. Đây. 0,2 rộng 0,2 cao 0,3, DK2 cũng có kích thước rộng 0,2 cao 0,3, DK3 có kích thước rộng 0,2 cao 0,3, DK4 cũng tương tự rộng 0,2 và cao 0,3. Các đà ghen đều có kích thước là chiều rộng là 0,1 và chiều cao là 0,3. Thì sau khi chúng ta có các dữ kiện chiều dài, chiều rộng, chiều cao, số lượng cấu kiện rồi thì áp dụng vào công thức tính toán khối lượng. Chúng ta dễ dàng tính toán được khối lượng của cái cấu kiện từng cấu kiện đà kiềng DK0 DK1 là 0,0 0,171 khối, DK2 0,168, DK3 là 0,517, DK4 là 0,419, các đà ghen 1 2 3 4 lần lượt là 0,036, 0,015, 0,024 và 0,036. Tổng cộng tất cả các khối lượng của từng đà kiềng này lại với nhau thì chúng ta sẽ có được cái khối lượng bê tông đà kiềng Mach 250 cho cái mặt bằng đà kiềng của cái bản vẽ này, của công trình này là 1,376 khối, 1,376 khối. Thế đối với bê tông đà kiềng Mach 250 thì tỷ lệ cấp phối của nó ra sao? Xi măng chúng ta cần là 344 kg, cát là 0,456 khối, đá là 0,872 khối, nước là 195 lít. Thì bằng cái cách tính toán tương tự, chúng ta cũng sẽ tính ra được là số lượng xi măng, số bao xi măng cần để thi công xong cái bê tông đà kiềng này là 9,47 bao, cát là 34,86 thùng, đá là 66,66 thùng, nước là 15 thùng. Rồi, thì trong video ngày hôm nay thì tôi vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách tính toán khối lượng, cái cách tính toán khối lượng bê tông của cái cấu kiện đà kiềng. Đó là khối lượng bê tông thì bao gồm cái gì? Bê tông lót và bê tông đà kiềng. Bê tông lót đà kiềng và bê tông kết cấu của đà kiềng là hai khối lượng chúng ta cần tính toán. Cũng như là tôi cũng đã chia sẻ với các bạn có một cái video về thực tế quá trình thi công của một cấu kiện đà kiềng.
đó, quá trình thi công của cấu kiện đà kiềng nó như thế nào, các bước thi công ra sao đó, thì các bạn ấy cũng hình dung được là từ giữa lý thuyết và thực tế. Lý thuyết chúng ta tính toán là như vậy, nhưng thực tế là chúng ta làm ra sao, chúng ta thi công như thế nào, thì các bạn cũng hiểu, cũng 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 mường tượng được ra, là mường tượng được ra về giữa lý thuyết, về việc áp dụng giữa lý thuyết và thực tế. Rồi thì video của tôi tới đây thì là kết thúc rồi. Thì các bạn xem video của tôi thì nhớ, nếu các bạn cảm thấy hay và thấy bổ ích cho mình, thì các bạn hãy đăng ký kênh của tôi, like, share, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như là để theo dõi những video tiếp theo của tôi, không bỏ lỡ những cái video hay cũng như là những cái kiến thức bổ ích về bên mảng xây dựng. Xin cảm ơn và xin mến chào tất cả các bạn.